Olé, 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 olé. Nè, khỏi màn hình ngay đi, nhanh lên, đánh trà đi, đánh trà nào, nhanh lên. Bên trái, bên phải, bên trái, bên phải, sút. Sút đậu, sút, sút đậu, sút. Yeah. Ui, dừng lại đi, dừng lại. Ra khỏi ghế đi đậu, làm ơn đi. Đừng có làm gián đoạn trận đấu bóng đá hấp dẫn này. Kìa, nhìn kìa. Đá nào, sút, sút. Ui, trời ơi. Gì đây, đòi cho con gái hả? Kẻ thua cuộc, đúng vậy. Đưa đồ chơi cho con đi, đưa đồ chơi cho con. Bắt đầu nào, đi thôi. Chắc ở trong này rồi, giúp một tay đi. Đẩy đi nào. Các con, xong rồi đây. Nhanh đến đây, xem các con có gì đây nè. Thấy sao hả, có tuyệt không? Tuyệt. Stacy ở đâu nhỉ? Stacy đâu rồi? Bây giờ thì các con nhắm mắt lại nào. Yeah. Ba của chúng ta thật tuyệt vời. Cảm ơn ba. Không có gì. Khai ơi. Bạn đây rồi. Khai đâu rồi? Đây là Khai bị mất tích rồi. Nè. Xin chào, các con đang làm gì vậy? Wow.
Ôi không, bà xin lỗi, xin lỗi. Đừng buồn, đây là đồ chơi cho con nè. Ba còn có cái này nữa. Bà biết rồi. Gọi anh hả? Anh có muốn thử không? Đây là cái đĩa thật ngon. Được. Thử đi, đi anh. Được rồi, đây là cho anh. Hãy xây cỏ khác nào. Xin chào các con. Chị giỏi nhất. Em giỏi nhất. Không, chị giỏi nhất. Dừng lại, dừng lại. Đủ rồi, dừng lại. Như vậy là đủ rồi. Ồ, chúng ta mở một cuộc thi đi. Một quả trứng. Thêm chút đường. À-ha.
cái gì đây? Bây giờ là cuộc thi vẽ. Quá dễ. Bức tranh này tuyệt quá đi. Và đây là của con. Yes. Và bây giờ là cuộc thi sắc đẹp. Cái này là của em. Không, là của chị mà. Không, của chị. Không, được thôi, em có cái này. Các con sẵn sàng dạ rồi. Đẹp lắm. Không 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 không. Cuộc thi cuối cùng. Một cuộc thi ảo thuật. Làm ảo thuật đi Stacy. Wow. Tuyệt vời. Là bảo thuật đi lava. Wow. Không 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 không. Và đây là kết quả. Và giải thưởng chính là tình bạn. Yeah. Hãy là bạn tốt và đừng bao giờ cãi nhau nha. Các con lại xem hoạt hình nữa à? Được rồi. Được thôi ạ. Các con lại xem hoạt hình nữa à? Lại đây, giấu nó ở dưới đây nè. Xem đi. Đi ra ngoài chơi đi. Thôi nào, đi ra ngoài nhanh đi. Tất cả các con, nhanh lên. Nhanh lên. Ngay bây giờ. Nhanh lên. Em có cái này. Ở đây. Làm thế nào để tắt đi đây? Yeah.
không. Đấy rồi. Hoàng bóng rổ. Ô, trời ơi, đủ rồi, dừng lại đi, đưa quả bóng cho ta. Đừng ném đi, Stacy. Bây giờ hãy nhìn đi. Xem con làm được gì nha. Này, lại đây, ta có cái này cho các con. Bóng đá đi. Ta biết rồi. Chơi với cái này đi. Ta mệt rồi, không chơi với các con nữa. Ruba của con nè. Xin chào Rama, bạn sắp tổ chức tiệc sinh nhật hả? Bằng trang phục Halloween à? Được rồi, mình chuẩn bị đến ngay nè. Chúng ta sẽ đến một bữa tiệc Halloween. Hoàng hô! Cần một món quà. Đi thôi. Đi thôi. Ba, cái này. Có lẽ không được. Cái này thì sao hả ba? Thế cần cái này. Không. Cái này. Hello. Chúc mừng sinh nhật.
Không không không, cái này dành cho trẻ con thôi. Chú không được. Không không không. Xin chào. Ba cũng muốn chết nhờ ma quái. Cho ba một cái được không? Ba, cái này dành cho trẻ con thôi. Bữa tiệc chỉ dành cho trẻ con. Đây, trả lại đây. Không, không, không. Ngon quá, ngon quá. Chúc mừng sinh nhật. Thôi nào, thôi nào. Cảm ơn các con nhiều, cảm ơn nha. Có chuyện gì xảy ra vậy? Này, thưa ngài. Cảm ơn các con. Cái gì? Nhìn chiếc nhẫn ma quái của bọn con làm được này. Nhìn này, nó dễ thương quá. Được rồi.
Chuyện gì xảy ra với mình đây? Chuyện gì đang diễn ra thế này? Ồ, người nhện tuyệt vời. Dừng lại, dừng lại, dừng lại. Lại là ba nữa sao? Mình thích trở thành một người nhện. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình đang nằm dưới mặt trời. Nhìn nè, nhìn nè. Bà không muốn nhân nắng không mà. Đúng rồi, và nó còn lạnh nữa. Được rồi, cảm ơn các con. Ba ơi, ba không sao chứ? Cảm ơn nha. Bất cứ lúc nào. Bọn con có gì nè ba? Không thể nào. Thay vào đó hãy đến thành phố chấp nhận ma quái đi. Lại đây với bọn ta. Nhớ nhấn nút like nha. Nút like to như thế này này. Bà có thể thử không? Ok, cảm ơn nha. Ba, hai, một. Quá tuyệt quá. Xin chào Stacy, đi khiêu vũ với chị đi. Gì vậy? Con cần một chiếc váy, con sẽ đi khiêu vũ. À, tất nhiên rồi. Cầm lấy cái này đi. Cảm ơn ba. Em có váy rồi nè. Tốt lắm. Em đã sẵn sàng. Em định làm
làm đám cưới hả? Thay váy đi. Ba. Gì vậy? Nhìn nè, ba đưa nhầm váy cho con rồi. Lấy một chiếc khác này. Cảm ơn ba. Cái gì? Ba lại đưa nhầm váy nữa rồi nè. Đây, thử cái này đi. Được rồi. Đây là Halloween sao? Không, đây là váy siêu vũ của em mà. Không, cái này không được. Ôi ba, đây ba ơi, chiếc váy này không phải để khiêu vũ. Cầm lấy cái này. Không. Stacy, nhìn chiếc váy ba tìm được cho con đây này. Yeah! Này, nhìn chiếc váy của em nè. Chị ấy đang ngủ rồi. Mình cũng mệt quá. Chúng mình ngủ qua mất buổi siêu ngủ rồi. Các con, sao vậy? Bọn con ngủ quên qua mất buổi chiều ngủ rồi. Không đâu các con, đi chơi đi. Yeah. Nhìn đây. Đi nào. Tự do rồi. Bắt lấy này. Cả cái này nữa. Không, búp bê của con. Con cần một em búp bê mới. Búp bê mới nè. Con muốn cái này. Xin chào. Xin chào. Dừng lại đi, dừng lại mà. Nhảy đi nào. Dừng lại ngay. Đủ rồi.
xong xuôi trả lại thôi. Ồ, xin chào. Con không muốn con này, con không thích nó đâu. Ừ, con có thể đổi lấy con này được không? Wow, cô ấy thật xinh đẹp. Được rồi, con sẽ lấy nó nha. Búp bê yêu dấu. Xin chào. Xin chào búp bê. Đợi mình chút nha. Lại gì nữa đây? Được rồi ngủ thôi nào. Xong. Gì ạ? Gì ạ? Sao lặp lại lời mình chứ? Sao lặp lại lời mình chứ? Thôi ngay đi nào. Thôi ngay đi nào. Dừng ngay. Dừng ngay. Một cái nút nè. Một cái nút. Trở lại vào trong hộp đi, nhanh lên. Đến lại shop đi. Nhận lại búp bê nè. Cô ta cứ khóc không ngừng à. Nhận lấy đi. Khi nào nó cũng khóc hết á. Nhận lấy đi. Được rồi. Đồ chơi mới nhất đây nè. Thật đáng yêu. Tạm biệt. Ăn đi nào bé yêu. Sao giờ lại có những món đồ chơi kỳ cục như vậy? Lúc mình còn nhỏ đâu có những thứ này đâu. Gì vậy? Ba mua cho con gì đi ba. Hãy xem nào. Gì thế này? Ba không biết. Chừng đó tiền chỉ mua được món này thôi. Gì đây nào? Vào trong nào. Thật xinh đẹp. Giờ đến lượt mình. Đến lượt bạn rồi. Đến lượt mình. Wow. Giờ con vào trong. Có bao nhiêu ngô nào. Tạm biệt. Đây.
của mình đúng không? Vâng. Margarita có một lọn tóc trắng. Đúng rồi. Cũng như ba thích.